cái gì cũng có cái giá của nó. Cuộc đời cho mình thời gian là để hoàn thiện bản thân mình, để mình sống sao cho đẹp, cho tốt, cho đủ vững chãi và đủ bình an giữa muôn trùng sóng gió. Càng về sau càng tin rằng mỗi người đến với cuộc đời đều mang trong mình một sứ mệnh. Có người vì từ bi mà khoác áo nâu sòng theo gót Phật, có người vì thương đời ốm đau bệnh tật mà khoác lên mình chiếc áo lương y, có người vì muốn thành đạt về vật chất, tiền tài, danh vọng mà khoác lên mình chiếc áo doanh nhân, có người vì miếng cơm sinh nhai mà khoác lên mình chiếc áo bần dân. Dầu là ở địa vị nào, chúng ta cũng phải tập sống đời sống thánh thiện, làm việc thánh thiện, suy nghĩ thánh thiện. Bởi thời gian có cho ai sống mãi mãi đâu, nhưng khi ta sống với tâm lo lắng thì chết cũng sẽ trông lo lắng. Sống với tâm bình an thì chết sẽ bình an.